cô. Cô cảm cháu nhá. Cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Lành lặn đã bị đập vỡ và được gói cẩn thận. Tình huống nào đang sắp diễn ra? Hãy cùng ekip của chương trình Camera Giấu Kín đi tìm câu trả lời. Tình huống ngày hôm nay sẽ được diễn ra tại khu phố cổ Hà Nội. Phố Hàng Giấy sẽ là địa điểm đầu tiên được lựa chọn để thực hiện tình huống. Liệu người dân tại khu phố cổ có phát hiện ra đây là kẻ gian đi lừa đảo ăn vạ hay không?